Căn nhà nhỏ ven sông này là nơi sinh sống của ba bà cháu em Nguyễn Thị Ánh Linh ở xã Đình Cao, huyện Phù Cử. Gọi là nhà, nhưng bao năm nay mái ngói đã xô nghiêng, ngày nóng thì nắng chiếu, ngày mưa thì nước dột. Và dù có sập xệ như vậy, nhưng căn nhà vẫn là niềm mơ ước của ba bà cháu, bởi cái nghèo khiến họ không có nổi một chốn nương náu mà phải đi ở nhờ, ở trọ. Trước thì ở Hà Nội mẹ con nó cũng đi thuê nhà ở, thế bà cũng ở đấy trông nó nũng lúc bé. Thế là mẹ bệnh tật thì nó cũng đi ở thuê thôi, chứ sau khi mẹ nó mất thì là ba bà cháu về quê, chuyển đồ đạc các thứ về quê Phục Cử ở, đến bây giờ vẫn thuê nhà, chưa có điều kiện. Một chiếc bàn học cũ kỹ, siêu vẹo, một góc học tập chẳng thể thiếu thốn hơn nữa, nhưng nó chưa bao giờ khiến anh Linh bận lòng, bởi em biết điều kiện của gia đình mình. Mặc dù bàn học của cháu thì nó rất là cũ, là cháu và rất nhiều bạn học của cháu cũng có những cái bàn học rất là đẹp. Cháu nhìn cháu vào, nhưng mà cháu nghĩ đó, nhà cháu hoàn cảnh thế nên là cháu không dám mong ước, không dám mong ước nhiều. Cháu chỉ mong là có đủ tiền ăn học thôi. Nhưng mà bàn học dù cũ nào cháu vẫn trân trọng và cháu vẫn ngồi đây cháu vẫn học. 7 tuổi, mẹ của Linh qua đời vì mắc bệnh ung thư. Người bố đi làm xa suốt nhiều năm chẳng liên lạc gì về cho gia đình. Bao nhiêu lo toan vất vả đổ dồn lên đôi vai người bà đã gần 70 tuổi. Bà ngoại vừa là cha, vừa là mẹ nuôi dưỡng chị em Ánh Linh suốt gần chục năm nay. Không nghề nghiệp, không có thu nhập nên ai thuê gì bà làm ấy. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đông hay mùa hè, bà vẫn chẳng ngại việc gì, chỉ cần có thể kiếm được tiền để nuôi hai đứa cháu mồ côi. Bà đi làm thuê cho các trang trại ấy, người ta trồng trọt chăn nuôi ấy. Hay về nhà thì bà chăn nuôi thêm, mấy con nào ăn thì cho cháu ăn thỉnh thoảng, còn những người ta giúp đỡ thì người ta mua cho. Hoặc là nếu mà chưa có tiền đóng đúng với thời kỳ mà ở trường ấy, nhiều khi các cô giáo cho đóng 3 tháng một chứ không cứ phải đóng cả năm. Biết bà vất vả nên Linh luôn cố gắng làm mọi việc trong nhà để đỡ đần bà, để bà có thời gian nghỉ ngơi. Thì cháu giặt quần áo, cháu nấu ăn, cháu dọn nhà, cháu rửa bát. Lúc nào bà cháu đi chợ củi thì cháu cũng đi theo bà, xong cháu chợ cùng bà để bà đỡ vất vả. Sự vất vả, thiếu thốn về vật chất có lẽ cũng chưa thấm vào đâu so với những khoảng trống về tinh thần mà bà cháu Ánh Linh đã trải qua. Bố cháu đến tận bây giờ chưa liên lạc với bọn cháu. Cháu cũng ao ước được có bố mẹ giống như các bạn, nhưng mà cháu cũng không biết làm gì ngoài việc ao ước cả. Tại vì đấy là bố mẹ của các bạn ấy, không phải bố mẹ cháu, nên là cháu không thể ao ước mãi được. Nhẹ nè, bà nuôi con là lớn rồi nhá, thì bây giờ lại phải nuôi cháu thì có chung cũng vất vả, cũng mệt, nhiều khi cũng tủi thân nhiều lắm, nhưng mà thôi cũng vì con vì cháu nên là bà phải cố gắng. Mỗi khi nhớ bố mẹ, Ánh Linh lại học nhiều hơn, vì với em đó chính là cách khiến em vơi đi nỗi nhớ, vơi đi nỗi khát khao về một mái ấm gia đình đã xa rời em suốt nhiều năm. Ngoài bà ngoại, giờ đây bên em có những người bạn, người thầy, người cô là niềm an ủi, động viên, đồng hành và chia sẻ với em nhiều điều trong học tập và cuộc sống. Em thấy bạn Linh là một người rất là tốt bụng, bạn học giỏi và hay giúp đỡ các bạn bè. Có bài gì khó thì bạn ấy hay chỉ cho các bạn. Và em rất là quý bạn Linh. Dạ, bạn Linh thì bạn ấy rất là chăm chỉ và bạn cũng tốt bụng nữa. Thường thường thì bạn học ở lớp thì bạn học cũng giỏi và ở nhà bạn rất là nghe lời bà và chăm chỉ. Vừa qua, Linh cùng các bạn của mình đã có thành tích tốt trong cuộc thi học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp. Hiện em đang cùng một số thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường tích cực ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2023. Không chỉ chăm ngoan, đạt nhiều thành tích trong học tập, Ánh Linh còn tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ của lớp, của trường. Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ của em mà em đã chiếm trọn tình cảm của thầy cô, bạn bè. Trong những năm học vừa qua thì qua quá trình dạy cũng như là chủ nhiệm thì tôi thấy em Ánh Linh là một em có hoàn cảnh rất là đặc biệt, vô cùng là khó khăn, nhưng mà em luôn luôn có cái sự nỗ lực vươn lên trong học tập và em luôn luôn là một tấm gương sáng cho các bạn cũng như cho các em học sinh trong trường
học tập. Trong rất nhiều năm thì em luôn đạt được cái thành tích đó là học sinh giỏi, và trong các phong trào thi đua, trong các kỳ thi của trường, của phòng cũng như của sở tổ chức thì em đều tham gia một cách rất nhiệt tình và đều có kết quả cao. Tình yêu thương của bà ngoại, sự cảm thông chia sẻ của thầy cô, bạn bè đã truyền thêm động lực để anh Linh vượt khó, vươn lên, thực hiện ước mơ của chính mình. Cháu mong muốn có được một công việc ổn định, là không giống như bố cháu. Cháu muốn có một công việc ổn định để mỗi tháng cháu gửi tiền về cho bà và cháu không phải vất vả làm các công việc khác nữa. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chắp cánh ước mơ, và đây là hành trình đầu tiên trong năm thứ 9 của chương trình được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Đỉnh Cao, xã Đỉnh Cao của huyện Phù Cử. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới những quý vị đã theo dõi chương trình trong suốt những năm qua, cũng xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt tới hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên với những phần quà rất ý nghĩa dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên vì đã sát cánh với chương trình suốt những năm qua. Đến tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Giang Hải, trưởng phòng nhân sự tổng hợp VNPT Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Phương Tiến, Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Thưa quý vị, điều tốt đẹp nhất trên thế giới này có lẽ là khi mà chúng ta trưởng thành thì cha mẹ vẫn còn chưa già. Đó có lẽ là khi mà chúng ta có thể báo đáp được cha mẹ và cha mẹ vẫn còn đủ sức khỏe để đón nhận sự báo đáp đấy. Tuy nhiên không phải ai trong chúng ta cũng có thể may mắn có được cái điều tốt đẹp đấy. Và em Nguyễn Thị Ánh Linh, học sinh của lớp 9A, trường Trung học cơ sở Đỉnh Cao, xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử là một người chưa được may mắn như vậy. Ngay từ khi còn bé đã chứng kiến sự ra đi của mẹ do mắc bệnh hiểm nghèo, hai chị em của Ánh Linh đã phải sống với bà ngoại. Cuộc sống của ba bà cháu cũng vô cùng khó khăn, một mái nhà để che nắng che mưa cũng không có. Khó khăn là thế, nhưng ở Đào Thị Ánh Linh vẫn toát lên một tinh thần lạc quan và một sự hiếu học hiếm có. Trong suốt những năm học vừa qua, Linh luôn đạt thành tích rất tốt trong học tập và đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của Ánh Linh. Hôm nay hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã đến đây và dành cho em một suất học bổng với giá trị là 12 triệu đồng. Ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện nhà tài trợ VNPT Hưng Yên, ông Đinh Giang Hải sẽ lên trao học bổng cho em Đào Thị Ánh Linh. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện nhà tài trợ Vietcombank Hưng Yên, bà Lê Thị Phương Tiến, trưởng phòng kế toán Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên lên trao học bổng cho em Đào Thị Ánh Linh. Gia đình tôi rất là cảm ơn tất cả các nhà tài trợ, rồi chương trình Chắp cánh ước mơ đã tạo điều kiện để cho cháu được học hành. Cái tiền đấy thì nói chung là bà chỉ để dành cho các con nó học hành thôi, còn có gì ăn đấy, không no. Khi được sự quan tâm đấy thì bà rất là vinh dự và rất là phải cố gắng nỗ lực để đáp lại cái lòng thương yêu của mọi người. Thay mặt cho các phụ huynh của trường Trung học cơ sở Đỉnh Cao, chúng tôi cũng rất là xúc động và phấn khởi mà được các nhà hảo tâm quan tâm chăm sóc cho những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để có cháu có cái cuộc sống nó được đầy đủ ấm áp thêm. Đây là một cái chương trình rất có ý nghĩa và có cái giá trị nhân văn rất cao trong cái việc giáo dục các em, đặc biệt những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Và đây cũng là một trong những cái động lực để các em cố gắng, và nó có một cái sức lan tỏa rất lớn đối với những học sinh của nhà trường nói chung và những học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn nói riêng. Tôi rất muốn là cái chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa nhiều hơn nữa đến các cái hoàn cảnh các em học sinh khó khăn trong riêng thì trường Trung học cơ sở Đỉnh Cao, mà trên các nhà trường trên khắp địa phương, cùng giúp các em nỗ lực phấn đấu tốt hơn trong việc học tập.
Xin cảm ơn suất học bổng mà hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã dành cho em Nguyễn Thị Ánh Linh. Đây sẽ là một phần quà vô cùng ý nghĩa dành cho em cũng như gia đình. Và trong hành trình tiếp theo của Chắp cánh ước mơ, chúng tôi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện về những em học sinh giàu nghị lực vượt khó vươn lên. Và nếu đồng cảm với hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Ánh Linh hay bất cứ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nào, mong quý vị đừng ngại ngần chia sẻ để các em có thể vơi bớt những nhọc nhằn. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.